Chào các bạn, hôm nay mình khui cho các bạn xem cây KT500, một cây pino cơ của Kawai. Cây này mới tinh ha, mới tinh, các bạn xem đã chưa? Đàn mới tinh, nước sơn mới tinh, búa mới tinh, mọi thứ mới tinh à, KT500 đó. Rồi cái này nó có shop phone. Shop phone là gì? Đây, shop phone là cái này đó. Đó, ví dụ em bé đi, em bé đà tay vậy, đâu có kẹp tay đâu. À, số pho là như vậy ha. Đó. Rồi, hàng mới tinh mà. Kawai. Đó, Kawai. Các bạn xem. Thử ha. Kiếm mới tinh cho nên là đã lắm. Đó, mình mới lột đồ đó, thấy chưa, lột nè. Cởi ra. Microphone này. Đàn mới thì đã rồi, không phải nói gì rồi, nhưng mà mình nói cho các bạn biết một điều á, là thật ra nhiều người cứ nghĩ đâu đó cứ phải mua đàn cũ, bởi vì đàn cũ làm từ Nhật. Thật ra đàn từ Nhật cũng được, thì cây này là đàn từ Nhật này, made in Japan này, thì làm từ Nhật thì đương nhiên rồi, thì cái thương hiệu của nước đó thì đúng rồi. Tuy nhiên nếu mà làm ở Indo thì cũng được, không có sao đâu. Mình nói thiệt các bạn là không có sao đâu, đàn mới mà, hãng người ta chịu trách nhiệm, mọi thứ đều là hãng người ta. Các bạn có sống cả đời với cái đàn đâu các bạn, đúng không? Cái đàn này các bạn chống với nó 30 năm, các bạn nhắm 30 năm. Thì 30 năm nói thiệt cái đàn điện nó còn chả hư, đàn đọc ga nó còn chả hư, chứ đừng có nó pino cơ mà nó hư. Sao nó hư được? À, các bạn cứ tự tin, Indo cũng được, Malaysia cũng được, thậm chí China cũng được, không có sao hết. Đó. Thì các bạn ưng cái cây nào thì các bạn cứ mua mà mua mới. Đó. Vì sao? Mới, nước sơn. Nước sơn ví dụ 5 năm, 10 năm nữa các bạn nhìn thấy nó vẫn còn đẹp y như vậy, nó vẫn bóng, nó vẫn đẹp như vậy. Nhưng mà nếu mà cái đàn cũ mấy chục năm rồi thì các bạn nghĩ nó còn đẹp không? Thậm chí người ta tút xong 3 tháng sau rồi mình đã thấy được là cái màu của nó đã ngả rồi và nó đã không còn đẹp nữa rồi. Rồi chưa kể phím nha, phím đàn quan trọng lắm. Cái chỗ nào người ta đánh nhiều nhất thì có phải là cái chỗ đó nó hao mòn nhiều nhất không? Đấy, người ta đánh nhiều nhất ở chính giữa đúng không? Cái phần trên và phần dưới là ít đúng không? À, vậy thì các bạn tự hiểu nó nào hao mòn nhiều và cái nào hao mòn ít. Nó tới hao mòn tức là có cái sự còn lại, đúng không? Tức là gì? Có đều không các bạn? Sao đều được? Cái chỗ nào đánh nhiều nó phải xẹp nhiều, đúng không? Nhưng ví dụ đánh mà vài chỗ này thì cái chỗ này nó xẹp à, không, đánh chỗ này nó sưng. Sưng. Ok, mình nói cho các bạn. Hôm nay mình nói với cho các bạn một cái cây đàn mới và cái lợi ích khi mà mua đàn mới nó là như vậy ha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn gặp lại.